Sự thật lời đồn Hoa hậu, Á hậu nhận cát xê hàng trăm triệu đồng mỗi show diễn. Mạng xã hội lan truyền thông tin chỉ cần đi vài vòng trên sàn diễn, nhiều người mẫu đa phần là Hoa hậu, Á hậu cũng được trả cát xê hàng trăm triệu đồng. Vài phút thu trăm triệu là ảo tưởng. Mới đây, trên một chuyên trang sắc đẹp chia sẻ thông tin cát xê của người mẫu, chỉ cần lên sàn runway một vài phút có thể kiếm về gần cả trăm triệu đồng. Có khi hơn con số đó. Thông tin này nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng không ít người nghi ngờ về độ chính xác của thông tin này, cho rằng suy nghĩ trên là ảo tưởng, đốt tiền, catwalk không làm gì có giá đó. Ảo tưởng thiệt chứ. Ở Việt Nam ai trả được trăm triệu đồng nếu là show diễn thường, trừ khi nhà thiết kế kết hợp với một nhãn hàng thì may ra là một số bình luận nghi ngờ về tính chân thực của thông tin trên. Trả lời VTC News, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, người được mệnh danh là nhà thiết kế của các hoa hậu, người đứng sau thành công của Nguyễn Thúc Thủy Tiên, nói rằng bản thân anh chưa bao giờ trả cho người mẫu giá cát xê với con số như vậy. Anh nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhà thiết kế và người mẫu là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Sự thỏa thuận của nhãn hàng với nhà thiết kế, người mẫu luôn luôn là những con số khác nhau. Không bao giờ có chuyện nhãn hàng này, nhà thiết kế kia giống nhau cả. Mỗi nhãn hàng có những yêu cầu khác nhau. Ngoài chuyện catwalk, họ còn phải sử dụng sản phẩm, tiếp đón khách mời. Ai thì tôi không biết, nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ trả cho người mẫu mức cát xê đó. Tôi luôn có những sản phẩm phù hợp với những người mẫu, họ coi tôi như những người bạn và sử dụng sản phẩm vào những dịp họ cần, vì vậy mối quan hệ giữa nhà thiết kế và người mẫu là mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Bởi vậy, giá cát xê tôi trả là phải chăng và chưa bao giờ lên tới con số như vậy, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn nói. Anh từ chối tiết lộ cụ thể giá cát xê của người mẫu. Thẳng thắn thừa nhận bản thân anh chưa trả và cũng chưa thấy giá cát xê trăm triệu như vậy, nhưng anh cũng nhấn mạnh giá nào cũng có. Những nhãn hàng nước ngoài, những sản phẩm đại chúng có lượng bán hàng doanh số khủng thì việc chi trả cho người mẫu trình diễn hoặc cầm vào sản phẩm của họ mức cát xê cao là chuyện hết sức bình thường. Những yếu tố nào ảnh hưởng giá cát xê của người mẫu? Nguyễn Hồng Nguyên là quản lý của nghệ sĩ, siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Bùi Quỳnh Hoa đồng thời là quản lý truyền thông của hàng loạt chương trình thời trang lớn như tuần lễ thời trang Việt Nam International Fashion Week, The Face Việt Nam 2023. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng bằng sự khôn khéo, tâm huyết và bản lĩnh làm nghề lâu năm, Nguyễn Hồng Nguyên là cánh tay đắc lực của bà trùm thời trang Trang Lê, CEO Multimedia ESG, người đứng sau tên tuổi của hàng loạt người mẫu đình đám Việt Nam. Về tin đồn người mẫu diễn vài phút trên sân khấu có thể thu về cả trăm triệu, Nguyễn Hồng Nguyên thừa nhận điều đó hoàn toàn có thể vì tùy vào mức độ nổi tiếng lâu năm làm nghề của người đó như thế nào. Tôi nghĩ có nhiều mức phí khác nhau trên sàn diễn, ví dụ giữa nhà thiết kế và người mẫu sẽ là chi phí khác nhau, giữa người mẫu và nhãn hàng sẽ là một loại chi phí khác nhau nữa. Bởi vậy nếu người mẫu đứng trên sàn diễn được trả trăm triệu, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cát xê của người mẫu sẽ dựa vào mức độ nổi tiếng, sự lâu năm trong nghề, kinh nghiệm, mức độ xuất hiện trước truyền thông như thế nào, đã cống hiến được gì, dấu ấn thế nào trong ngành thời trang, Nguyễn Hồng Nguyên trả lời VTC News. Từ chối tiết lộ cát xê của Võ Hoàng Yến ở thời điểm hiện tại, nhưng theo người quản lý bất mí, so với thời điểm mới vào nghề, cát xê của Võ Hoàng Yến tăng khoảng 100%, 200% tùy công việc nhận. Từng ra mắt nhiều bộ sưu tập thời trang, cũng là người trực tiếp tuyển lựa người mẫu cho những show diễn của mình. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ cát xê của người mẫu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, năm làm nghề, có danh hiệu hay không. Các kênh TikTok, Facebook, Instagram của họ có lượng người theo dõi khủng hay không cũng sẽ quyết định giá cát xê của người mẫu. Hiện nay, người mẫu đổ xô đi thì hoa hậu rất nhiều, không ít khán giả tò mò phải chăng cát xê của hoa á hậu cao hơn người mẫu, siêu mẫu. Trả lời về vấn đề này, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn nói rằng cả trăm cô gái đi thi mới có một cô hoa hậu, một vài cô á hậu. Bản thân cô gái đó cũng phải đạt những tiêu chí về hình thể, lại có lượng người hâm mộ lớn, công ty quản lý chặt chẽ về mặt hình ảnh. Mức đầu tư cao thì mức cát xê cao là chuyện dễ hiểu. Bị quỵt cát xê, bỏ tiền mua vị trí vedette. Nhìn hào quang rực rỡ của nghề người mẫu, ít ai biết được cay đắng, nước mắt của nghề. Một người mẫu tự do, đề nghị giấu tên, cho biết anh từng bị quỵt tiền. Nhà thiết kế cũng casting này nọ, cuối cùng bảo sâu từ thiện, không có chi phí. Nếu nói từ đầu là không có chi phí, ai muốn tham gia đồng ý tham gia lại là câu chuyện hoàn toàn khác, anh bức xúc chia sẻ. Anh cũng tiết lộ, không hẳn vị trí vedette, first place là do sức ảnh hưởng của người mẫu mà là sự đánh đổi, thậm chí là mua bằng tiền.
Về câu chuyện mặt trái này, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn nói rằng, người khác thì anh không biết, nhưng với bản thân anh không có chuyện người mẫu phải bỏ tiền ra để trình diễn. Giả sử nếu có, tôi cũng cảm thấy bình thường, vì không phải người mẫu nào cũng đi làm vì miếng cơm manh áo, có những người mẫu họ chỉ tham gia cho vui, họ tham gia vì muốn được trình diễn, muốn thể hiện khả năng của mình, họ có những công việc khác, công việc kinh doanh. Việc xuất hiện trên sàn diễn là để đánh bóng tên tuổi hay vì mục đích nào đó, như để có hình ảnh đẹp để dễ tiếp cận bán sản phẩm, để gia đình họ tự hào hay đơn giản là để khoe Facebook cho vui thôi. Có nhiều mục đích khác nhau, họ mua sản phẩm của nhà thiết kế, họ là một khách hàng, họ là người mẫu bán chuyên nghiệp thì đó cũng là câu chuyện hết sức bình thường. Không có gì là lạ cả, cũng không có gì là mờ ám phức tạp, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ quan điểm.